bạn thơ ơi, chuẩn bị đón nhận những bất ngờ thú vị nhé. Minh Phụ Music đang gửi đến bạn một lô hàng cực kỳ đặc biệt. Các bạn còn nhớ những cái đàn organ tuyệt đỉnh, chiếc đàn piano điện hiện đại mà chúng mình đã giới thiệu ở những video trước chứ? Hôm nay chúng sẽ chính thức có mặt tại đại lý của mình, khám phá thêm về những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng qua video hôm nay nhé. Team Minh Phụng đang tất bật chuẩn bị những kiện hàng đặc biệt, bao gồm những chiếc bao đàn dày bảo vệ đàn bằng vải dù cao cấp, chân đàn đôi mang sự ổn định chắc chắn, số lượng lớn đàn organ Kettman K160 và piano điện B25. Các bạn nhân viên đang khéo léo quấn từng lớp ni lông bóng và lớp xốp dày để bảo vệ tối đa cho nhạc cụ và phụ kiện khỏi những va chạm không mong muốn trong quá trình vận chuyển, cứ thế từng lớp một, sẵn sàng cho hành trình mới. Ngay bây giờ anh em hãy cùng mình điểm qua những điểm nổi bật trên hai model siêu hot kỳ này của nhà Kettman nhé. Trước tiên sẽ là organ K160, 61 phím đàn dạng hộp như đàn piano, hỗ trợ đèn led sáng tự động tắt mở để học nhạc cho người mới, kết nối các thiết bị thông minh qua cổng USB Type-C, trang bị quai sách để người chơi dễ dàng mang đi bất cứ đâu. Đến với Kettman B25 thì anh em sẽ được chạm tay vào dải màu led đa sắc trên màn hình mặt kính chắn gương, 6 phiên bản màu của Kettman B25 cho bạn thỏa thích lựa chọn. Đặc biệt nhất là cả hai dòng đàn đều tích hợp Bluetooth MIDI và Bluetooth Audio để người chơi học nhạc qua app và nghe các bản nhạc yêu thích một cách thoải mái nhất. Các bộ ghế đàn đang được lấy ra để chuẩn bị bọc hàng, những lớp ni lông được quấn đều tay, xung quanh không có một nếp nhăn nào, các góc cạnh của ghế được bảo vệ kỹ lưỡng bằng những miếng xốp dày. Hàng đã được chuẩn bị hoàn tất, giấy thông tin sản phẩm được tiêm để vào các kiện, tránh thất lạc và đảm bảo nhạc cụ an toàn đến với khách hàng. Công việc được hoàn thành nhanh chóng bởi đội ngũ nhân viên nhiệt huyết của Minh Phụ Music. Từng kiện hàng được đặt lên xe. Vậy là buổi bàn giao số lượng lớn đàn Kettman và phụ kiện đến với đại lý tại Cần Thơ đã hoàn tất. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụ Music. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để mình giải đáp nhanh chóng nhé. Nhanh tay truy cập fanpage, website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các phần quà tặng đặc biệt. Minh Phụng Music hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.